Thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa cho biết đã cấp phép thêm một loại thuốc điều trị COVID-19 sản xuất trong nước, đó là Monopirapia Stella 200mg, hàm lượng Monopirapia 200mg dạng viên nang cứng hạn dùng 6 tháng. Các cơ sở điều trị sẽ phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn theo dõi an toàn hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt và tổng hợp báo cáo theo quy định. Như vậy đến nay Việt Nam đã có 4 loại thuốc monopiravir điều trị COVID-19 sản xuất trong nước được cấp phép lưu hành.